Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong bản tin dự báo thời tiết nói rằng hiện tại mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang hết sức quan ngại, bởi vì những cơn mưa to và rất to vẫn đang trút hàng triệu mét khối nước từ trên trời rơi xuống đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại nơi đây vượt mức báo động đỏ tới 10 mét. Những ngôi nhà cao 5 đến 7 tầng bây giờ đã ngập tới tầng trên cùng. Hiện tại, tình hình Trung Quốc đang hết sức dễ dàng. Ngày hôm nay, Trung Quốc cần tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đen tối khi một điểm báo nói rằng Trung Quốc sắp bị diệt vong. Điểm báo đó đã được các trang mạng của Trung Quốc như TikTok và WeChat đã đăng tải những đoạn video cho biết những con cá hay những đàn châu chấu bay lượn khắp bầu trời của Trung Quốc. Ngoài ra, những đám mây đen xì vẫn đang hoành hành tại 28 tỉnh thành phía Nam, phía Tây của phía Trung Quốc, gây ra những trận lụt lội nghiêm trọng. Điện đường, trường, trạm bị phong tỏa và người dân vẫn bị cô lập. Rất nhiều trường học, bệnh viện của Trung Quốc phải niêm phong. Đứng trước tình cảnh đó, Cơ quan Cảnh báo Động đất, Sóng thần Quốc gia Trung Quốc nói rằng trong 2 ngày nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ở thành phố Vũ Hán, và nếu như trận động đất này xảy ra với cường độ mạnh thì nhiều khả năng chân móng của quần đảo Tam Hiệp sẽ không chịu nổi và khi đó nó ắt sẽ phải vỡ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị vùi dập. Và đó là một tin được cho là rất đau buồn cho phía Trung Quốc, nhưng lại là tin rất vui cho thế giới. Bởi vì thế giới nói rằng Trung Quốc mà diệt vong thì hành tinh này mới được sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, có thể nói ra rằng các nhà tiên tri dự đoán rất đúng. Năm 2021 và 2022 là những năm tồi tệ nhất đối với phía Trung Quốc. Các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới còn dự báo cuối năm 2022 Trung Quốc còn đón nhận nhiều tin đau buồn hơn. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới khi hôm qua, tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc sắp bị vỡ, nhưng quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem rất nhiều binh lính đi ra xây dựng các hòn đảo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh còn đem quân, đem xe tăng cùng rất nhiều vũ khí cung cấp cho các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất của Campuchia hòng khống chế khu vực Đông Nam Á và thách thức thế giới. Trong những năm vừa qua, rất nhiều tờ báo quốc tế, đặc biệt là tờ báo của Mỹ mang tên BBC News nói rằng Campuchia đã cấp cho Trung Quốc rất nhiều lô đất đẹp để Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Tờ báo của Mỹ cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng một sân bay trong một khu rừng rậm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 70 km về phía đông. Hiện tại thì sân bay này đã xây dựng được 70 và nhiều khả năng cuối năm 2022 sân bay này sẽ đi vào hoạt động, và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á. Được biết, trong 5 năm trở lại đây, chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia rất thân cận với chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho biết ông Hun Sen đã sang Bắc Kinh 6 lần để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Năm 2021, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã bay một chuyến bay từ Phnom Penh sang thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình hội kiến về các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Người ta cho biết Campuchia đang là cánh tay sai đắc lực của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khá lớn cho Thủ tướng ông Hun Sen để xây dựng điện đường, trường, trạm. Tờ báo Phnom Penh cho biết Trung Quốc đã tài trợ toàn bộ tiền bạc và công sức để xây dựng khu liên hợp thể thao SEA Games 32 mà Campuchia đăng cai vào năm 2022, và toàn bộ những chi phí này đều do Bắc Kinh chịu. Đổi lại, chính quyền Thủ tướng Hun Sen sẽ cấp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí đất đắc địa trên đất của Campuchia để cho Trung Quốc đại lục xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng cũng như xây dựng khu đô thị người Hoa. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như Campuchia không cẩn trọng thì nhiều khả năng đất nước xinh đẹp chùa tháp này này sẽ thuộc về tay Bắc Kinh. Khi đó âm mưu thủ đoạn của ông Tập Cận Bình sẽ trở thành hiện thực, và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng lòng tham của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là vô cùng quan ngại. Trong những tháng vừa qua, dịch bệnh COVID-19 tàn phá rất nhiều nước trên thế giới, thế nhưng chính quyền của ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ. Ngoài ra, ông còn đang âm mưu xâm chiếm rất nhiều mảnh đất đẹp trên đất của Campuchia. Điều này đang gây ra rất nhiều mối quan ngại cho khối ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Mỹ liên tục cảnh báo việc Campuchia cấp đất cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia là người tham quyền cố vị. Bằng chứng rõ rệt nhất là tính tới thời điểm hiện tại, ông Hun Sen đã làm thủ tướng của đất nước chùa tháp tới 35 năm từ khi ông còn rất trẻ, và đến bây giờ ông đã 78 tuổi rồi, ông ta vẫn làm thủ tướng. Trong một phát biểu ở thủ đô Phnom Penh, ông sẽ nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng Phu Chia đến khi nào sức khỏe không cho phép, và khi tôi về hưu, người con trai cả của tôi sẽ tiếp tục kế vị và làm thủ tướng của đất nước chùa tháp xinh đẹp này. Tôi cam kết Campuchia sẽ lớn mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á cũng như là ở khu vực châu Á nếu như kết thân với cả phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Campuchia trong 2 năm trở lại đây được cho là rất thân thiết với Bắc Kinh.
Bằng chứng rõ rệt nhất là quân đội của Campuchia đã nhận rất nhiều xe bọc thép, vũ khí cũng như là xe chuyên dụng quân đội của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của Bắc Kinh đã cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen. Đổi lại, Campuchia sẽ lại tiếp tục cấp nhiều đất rừng và sân bay, bến cảng cho Bắc Kinh để xây dựng các quần cứ quân sự. Campuchia nói rằng nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc thì đất nước chùa tháp này sẽ trở thành con rồng của châu Á. Kính thưa quý vị, có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Campuchia đã mua rất nhiều vũ khí Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm, dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng ông Peng cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự. Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook khi đến thăm công trình xây sân vận động ở Ông Peng, món quà của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia đã chi 40 triệu đô la mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay, chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đạt con số 290 triệu đô la cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội, thực hư quanh chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân mới đây nhất. Chính quyền của ông Hun Sen gọi bài trên báo Wall Street Journal về một thỏa thuận bí mật Campuchia, Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Siam, Sihanoukville và chỉ ra rằng tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả. Mặc dù vậy, giới chuyên gia về an ninh, quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch thông tin tuyên truyền đó của Campuchia. Hai báo Úc, The Age và Sydney Morning Herald trích lời tiến sĩ Erwin Graham từ Đại học La Châu nói rằng sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Campuchia xây một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ, tạo vị trí bán quân sự, bán dân sự và khi cần khi Trung Quốc mới điều chuyển lực lượng tới. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng John Lalan từ Đại học Quốc gia Australia nói, Úc cần đánh giá lại bố trí an ninh vùng cùng đồng minh trong nhóm 5 quốc gia Firepower New, Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia, cộng với các căn cứ đã có ở Djibouti và Pakistan, thì tính toán an ninh của Úc phải thay đổi. Theo tờ Sydney Morning Herald, ngay từ năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây cho Trung Quốc. Phân tích gia Malcolm Davis từ Viện Chính sách Chiến lược Australia trong bài viết đăng hôm 29 tháng 7 nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ hải quân Zeam có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần. Đáng chú ý là Zeam chỉ cách biên giới Việt Nam, Campuchia có 100 km. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng đông bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại các khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp. Theo Malcolm Davis, xe đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm vào tháng 5 năm 2019. Andruna Chenson viết trên South China Morning Post rằng, giới quan sát nghi là sân bay to trên đảo cũng không có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói Campuchia cho tập đoàn UDG của Trung Quốc thuê 45.000 hecta đất trên đảo Koh Kong tới năm 2108, theo thỏa thuận 99 năm. Tại đây, UDG cho xây đường băng dài 3,4 km, dài hơn sân bay quốc tế ở Ông Peng và hơn hẳn đường băng dân sự chỉ cần tối đa 2,8 km. Về lý thuyết, đường băng khổng lồ này là để phục vụ một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng. Theo bài báo, dù là công ty tư nhân, UDG, Union Development Group từng có vinh dự được đón một lãnh đạo quốc hội Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn, đến tận nơi thăm dự án Koh Kong. Được biết công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu phó thủ tướng Trung Quốc ủng hộ. Chúng ta hãy chờ xem Campuchia sẽ lớn mạnh hay bị lụi tàn nếu phụ thuộc vào Bắc Kinh và chính quyền của ông Tập Cận Bình có thôn tính được đất nước chùa tháp này hay không nhé. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chắc hẳn các bạn ai cũng đều biết rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông. Thế nhưng trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, chúng ta thấy được vị hàng xóm này lại vẫn luôn có những dạ tâm thôn tính nước ta. Bởi lẽ mục tiêu chiến lược của Trung Quốc đó là xây dựng đất nước này trở thành cường quốc số một thế giới, thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ đối với các nước khác. Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ. Biển đảo của Việt Nam cũng không nằm ngoài mục tiêu thôn tính ấy. Trung Quốc liên tục có những hành động côn đồ với quần đảo của Việt Nam. Cụ thể, trong số này, tin mới muốn nhắc tới quần đảo Hoàng Sa, những hành động dã man và vô lương tâm ấy thật sự rất đáng lên án. Hành động đó là gì, diễn ra như thế nào? Hãy cùng tin mới cập nhật trong số phát sóng ngày hôm nay nhé! Hoàng Sa từ lâu đã được nhà nước Việt Nam xác lập và thực thi chủ quyền. Đại Việt là một nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong hơn 3 thế kỷ, dưới thời Chúa Nguyễn từ năm 1558 đến năm 1775, Vương triều Tây Sơn năm 1788 đến năm 1802, Vương triều Nguyễn từ năm 1802 đến Hòa ước năm 1884 xác lập quyền bảo hộ của Pháp, các nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa trên Biển Đông. Chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền đó là thực sự rõ ràng, hòa bình và liên tục. Nhưng đã từ lâu, Trung Quốc có tham vọng tiến về phía Nam, độc chiếm Biển Đông để vươn lên thực hiện giấc mộng Trung Hoa, nên chính quyền nhiều thời kỳ đã toan tính kỹ lưỡng chờ thời cơ thuận lợi để chiếm cưỡng hai quần đảo này. Hải đội Hoàng Sa đã được thành lập trước năm Tân Mùi năm 1631 dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên năm 1613 đến năm 1635. Vị chúa thứ hai nhà Nguyễn là Đàng Trong năm 1909. Tổng đốc Lưỡng Quảng phái một số thuyền chiến trong quần đảo Hoàng Sa bắn mấy loạt đạn, đổ bộ lên một số đảo nhưng phải rút ngay vì khi đó người Pháp đang bảo hộ Đông Dương. Từ đó, chính quyền Trung Quốc luôn nỗi tham vọng đánh chiếm Hoàng Sa. Năm 1925, chính quyền miền Nam Trung Quốc tuyên bố sáp nhập Hoàng Sa và đảo Hải Nam, khiến dư luận Việt Nam phản ứng dữ dội. Chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương quyết định cử tàu chiến đến Hoàng Sa, cắm mốc bia chủ quyền. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh năm 1946, lợi dụng danh nghĩa giải pháp quân Nhật ở Việt Nam, Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tường Giới Thạch đã đem quân chiếm giữ đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên sau đó, quân Tưởng phải rút về. Năm 1956, hai năm sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam bước vào buổi giao thời với nhiều biến động. Pháp bắt đầu rút quân khỏi Đông Dương. Cả nước tạm thời phân chia thành hai miền quân, quản từ vĩ tuyến 17 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quản lý của quốc gia Việt Nam và sau này là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi đó lực lượng quân đồn trú bảo vệ đảo chưa có nhiều, Trung Quốc chớp thời cơ đưa quân đánh chiếm nhóm An Vịnh phía Đông Hoàng Sa. Năm 1959, Trung Quốc cho quân đóng giả ngư dân đánh cá tiến ra chiếm nhóm đảo Lưỡi Liềm phía Tây Hoàng Sa, nhưng bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa phát hiện, bắt hơn 80 người đưa về Đà Nẵng giam giữ. Sau nhiều lần phải rút quân khỏi Hoàng Sa, ngày 15 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc chủ động gây hấn bằng việc tuyên bố lên án chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã xâm lấn đất đai Trung Quốc và khẳng định tất cả các quần đảo Nam Sa, Tây Sa, Đông Sa và Trung Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Quân đội nước này được lệnh đổ bộ và cắm cờ Trung Quốc lên các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa và Duy Mộng, thuộc nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi người nhà Việt Nam Cộng Hòa cùng lính biệt hải lên các đảo hạ cờ Trung Quốc, loạt đạn từ phía Trung Quốc vang lên, hai người bị bắn gục. Hơn 10 giờ pháo trên tàu của hai phía đồng loạt nã vào nhau ở cự ly khoảng 100m. Sự kiện thường được gọi với cái tên là Hải chiến Hoàng Sa bắt đầu. Trong trận hải chiến này, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa điều ra Hoàng Sa 4 chiến hạm. Phía Trung Quốc, ngoài 4 chiến hạm, còn có hai loại tàu ngầm Romeo S-033, 282 và 289. Những chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa to lớn hơn, trong đó khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 là tàu chiến hiện đại nhất phía Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi giao chiến, các tàu nhỏ của Trung Quốc lại linh hoạt hơn. Trong lúc giao tranh, HQ-4 bị trúng đạn, thủng lỗ chỗ, binh lính vừa chiến đấu vừa thay phiên nhau tắt nước, vừa dùng niệm vá vết thương cho tàu khỏi chìm. Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 bốc cháy rồi chìm dần.
Nhiều binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh, số còn lại phải rút lui về Đà Nẵng, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Tại cuộc đàm phán về biên giới giữa Hà Nội và Bắc Kinh tháng 10 năm 1977, trưởng đoàn Việt Nam Phan Hiền đã bác bỏ vu cáo của phía Trung Quốc đối với việc Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp quản các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, đề nghị đưa vấn đề hai quần đảo này vào chương trình nghị sự đã bị đối phương từ chối. Từ đó đến nay, nước này liên tục ngang ngược tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm củng cố hiện diện quân sự lẫn quân sự phi pháp tại Hoàng Sa, nhất là trong những năm gần đây, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Việt Nam và làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế. Ngoài mục tiêu đặt tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Hoàng Sa, những hành động này còn nhằm tạo cơ sở bàn đạp để tiếp tục bành trướng ra toàn bộ Biển Đông. Cụ thể, năm 2014, 19 giờ tối ngày 16 tháng 5, tàu cá của 12 ngư dân quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũng bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 cùng hai cano bất ngờ ập tới tấn công. Thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải kể, thấy tôi không chịu dừng tàu, nhóm người Trung Quốc tràn sang dùng dùi cui đánh tới tấp. Sau đó họ dùng búa gỗ, dụng cụ dùng đập đá ướp thủy sản trên tàu cá, đánh mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngất xỉu ngay dưới vô lăng. Ngư dân Lê Anh cũng bị chúng đánh trọng thương. Phía Trung Quốc còn cướp khoảng 8 tấn thủy sản cá tôm và hải sâm cùng máy liên lạc ICOM, máy dò, máy định vị, máy quét, hút hơn 2.000 lít dầu diesel trên tàu, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Tiếp tục vào ngày 26 tháng 5, cách nơi hạ giàn khoan khoảng 17 hải lý, tàu cá DNA 90152TS của vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa và ông Trần Văn Vốn ở Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc tông chìm. Các tàu Trung Quốc sau đó đã ngăn cản việc ngư dân Việt cứu người. 10 ngư dân may mắn sống sót nhưng con tàu hư hỏng hẳn, nguyên vết đâm chí mạng bên mạn trái. Trung Quốc phủ nhận chuyện này và cho rằng tàu cá Việt Nam bị lật sau khi cố đâm vào tàu Trung Quốc. Khi đoạn video được truyền thông Việt Nam công bố, Trung Quốc đã im lặng. Lần này không còn từ tàu lạ mà cả số hiệu tàu cũng được ngư dân trên các tàu cùng biên đội với DNA 90152TS ghi lại. Đó là những con tàu đến từ Trung Quốc. Tàu DNA 90152 giờ nằm phơi mưa nắng ở hợp tác xã đóng tàu Bắc Mỹ An, Đà Nẵng. Gia đình bà Hoa và ông Bốn đã bằng mọi giá vớt xác con tàu đầy thương tích về bờ như một bằng chứng cho sự côn đồ của những kẻ lấn biển. Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 6 năm 2014, riêng huyện Lý Sơn có 14 tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công, khiến ngư dân bị thương, hư hại tài sản, thiệt hại hàng tỷ đồng. Năm 2020, theo báo cáo của Hội nghề cá Quảng Ngãi và ngư dân trình báo, khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 6, tàu cá QN96416 do ngư dân Nguyễn Lộc 42 tuổi huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 15 lao động hành nghề ở khu vực đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Khoảng 8 hải lý về phía Tây Nam thì bị tàu sắt của lực lượng hải cảnh Trung Quốc khống chế, đánh đập ngư dân, bắt ký, chỉ dấu vân tay và biên bản do Trung Quốc viết. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc còn lấy 2 máy định vị và giò cá, 1 thuyền thúng, 5 bằng dây phơi, 1 tấn hải sản và phá hỏng nhiều bộ phận trên thân tàu. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Đó là những ví dụ điển hình nhất, minh chứng cho việc sau khi chiếm hết quần đảo Hoàng Sa, mật độ tàu cá Trung Quốc ra ngư trường Hoàng Sa ngày một đông, chính phủ Trung Quốc cũng được đối xử thậm tệ với ngư dân Việt Nam. Bằng lệnh cấm biển đơn phương, những màn rượt đuổi không báo trước, cướp bóc, bắt bớ, đòi tiền chuộc để làm ngư dân nhụt chí. Hàng năm, Trung Quốc đưa từ 12.000 đến 15.000 tàu cá đánh bắt, dùng điện cực mạnh, mắc lưới cực nhỏ để đánh bắt kiểu triệt tiêu nguồn sống. Chưa kể, những tàu cá bán vũ trang được trang bị tận răng, tàu vỏ sắt có lường ở dưới mũi để sẵn sàng đâm va. Nhiều vụ tàu cá Trung Quốc bị phát hiện khi đang đánh bắt cách cảng Tiên Sa chừng 30 hải lý, thậm chí còn ngang nhiên xua đuổi ngư dân Việt. Ông Nguyễn Thành Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu kiểm đếm sau sự kiện giàn khoan 981 năm 2014. Việc Trung Quốc tấn công ngư dân có lắng lại, nhưng những năm 2016 đến nay, năm nào cũng có khoảng 20 tàu trình báo bị Trung Quốc rượt đuổi, cướp tài sản, đâm chìm. Ngang ngược hơn, ngày 19 tháng 4 năm 2021, Bộ Dân Chính Trung Quốc còn tự tiện công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo bãi cạn trên Biển Đông, bao gồm những thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Động thái trên diễn ra liền sau khi Trung Quốc ngang nhiên công bố thành lập cái gọi là quần đảo Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết các danh xưng tiêu chuẩn được công bố ngày 19 tháng 4 sẽ áp dụng cho 25 đảo đá và 55 thực thể địa lý dưới biển.
Đáng chú ý, trong những thực thể này có những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng trước việc này. Mới đây nhất, vào chiều ngày 10 tháng 6, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời một số câu hỏi liên quan đến tình hình Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển của Việt Nam tại Biển Đông. Trước thông tin một số tàu Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng 8 năm 2021, ngày 11 tháng 8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982, Việt Nam có chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển liên quan với Biển Đông, được xác lập là phù hợp với Công ước. Với mục đích làm gia tăng vị thế lợi ích là mô tả rõ nhất lý do vì sao mà khi Trung Quốc sử dụng vũ khí trong việc chiếm lãnh thổ các quốc gia khác, Hoàng Sa là một ví dụ cụ thể, Trung Quốc đã cho thấy sự quyết đoán của họ khi vị thế của họ bị sụt giảm, đặc biệt khi gặp một đối thủ không mạnh hoặc khi Trung Quốc kiểm soát rất ít, Trung Quốc sẽ tìm cách ra tay. Tuy nhiên, dù đã chiếm giữ toàn bộ Hoàng Sa, Trung Quốc vẫn không nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế về chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, cả thế giới đang oằn mình chống dịch, thì Trung Quốc, quốc gia được cho là nguồn cơn của đại dịch, thì lại đang mưu mô lợi dụng chuyện này để đẩy mạnh các hoạt động đáng lo ngại trên Biển Đông. Chúng sắp tâm thực hiện cho bằng được âm mưu của mình, đó là chiếm trọn Biển Đông. Nhiều người lo lắng rằng với quân số khủng cùng với những trang thiết bị vũ khí hiện đại, Việt Nam sẽ ở thế yếu nếu không may có chiến tranh xảy ra. Thế nhưng đó không phải là điều đáng lo. Để hiểu hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá xem binh lực của gã khổng lồ phương Bắc này tại Trường Sa và Hoàng Sa đang như thế nào nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua những lực lượng hiện tại đang có mặt trên Biển Đông, cụ thể hơn là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để thực hiện mưu đồ của mình, Trung Quốc đã duy trì lực lượng lớn các tàu máy bay thuộc nhiều lực lượng khác nhau ở vùng biển này. Đầu tiên là về lực lượng hải quân. Dù gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông trong những năm gần đây, nhưng hải quân Trung Quốc lại hiếm khi lộ diện trong các cuộc tranh chấp. Khi vụ việc xảy ra, cơ quan thực thi pháp luật dân sự và bán quân sự sẽ vào cuộc trước. Hạm đội Nam Hải hiện đã được đầu tư mạnh trở thành hạm đội hùng mạnh, vượt qua cả hạm đội Đông Hải. Đây được coi là lực lượng chủ chốt giúp Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mới đây, vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, Trung Quốc vừa cho ra mắt một loại mới của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 052D có tên là Nam Ninh trong cuộc tập trận thực chiến kéo dài 4 ngày tại Biển Đông. Một trang web chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết, con tàu mang tên Nam Ninh này đã tham gia cuộc tập trận sau khi được đưa vào trong biên chế của lực lượng hải quân nước này. Tai 052D NATO gọi là lớp Lữ Dương 3, được thiết kế để cạnh tranh với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Nó có radar và thiết bị điện tử tiên tiến tương đương với hệ thống Arik của Mỹ, một hệ thống phóng 64 tên lửa thẳng đứng. Con tàu đầu tiên của lớp này được đưa vào hoạt động vào năm 2014 và vào tháng 8 năm 2020, chiếc thứ 25 đã được hạ thủy. Nam Ninh là phiên bản nâng cấp của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 7.500 tấn, tàu khu trục lớn thứ hai của Hải quân Trung Quốc sau Tai 055. Biến thể này có sàn đáp máy bay trực thăng mở rộng phía sau và một radar mới để cải thiện khả năng chống tàu ngầm và chống tàng hình. Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hải quân một cách nhanh chóng đến mức sắp hết tên để đặt cho các tàu chiến mới. Động thái này cho thấy Trung Quốc luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến trên biển. Về lực lượng không quân, từ năm 2020 đến nay, trong khi hầu hết các nước trong khu vực phải đương đầu với đại dịch COVID-19, thì Trung Quốc vẫn bất chấp gia tăng các hoạt động không quân trên Biển Đông. Bắc Kinh đã nhiều lần điều động nhiều máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu đa năng như J-10 hay J-11, máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6, máy bay trinh sát KG-500, máy bay săn ngầm KQ-200. Cụ thể hơn, Trung Quốc đã điều động máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6 tập trận ở Biển Đông. Đây là dòng máy bay có thể mang các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình dùng để tấn công cả mục tiêu mặt đất lẫn tàu chiến, thậm chí có thể mang tên lửa có đầu đạn hạt nhân.
Từ năm ngoái, máy bay trinh sát KG-500 và máy bay săn ngầm KQ-200 cũng đã xuất hiện tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Tháng 11 năm 2020, trang thông tấn xã Trung Quốc đăng tải đoạn video với nội dung khoe máy bay chiến đấu của nước này vừa bay liên tục bây giờ trên Biển Đông. Do đó có thể nhận ra được rằng Trung Quốc đang muốn tăng cường khả năng tấn công tầm xa ở Biển Đông. Tổng hợp những diễn biến trên, có thể thấy Trung Quốc đang ấp ủ ý đồ xây dựng khả năng tác chiến tổng lực trên vùng biển này. Tiếp theo là lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc. Đây là một trong ba lực lượng chủ lực sẽ phục vụ cho âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, bao gồm hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển. Lực lượng này trước đây thuộc lực lượng biên phòng Trung Quốc, trực thuộc Bộ An ninh. Năm 2013, cảnh sát biển được sáp nhập vào cơ quan hải dương quốc gia. Nhiệm vụ của cảnh sát biển là tuần tra lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và bờ biển, bảo vệ môi trường biển, tài nguyên, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Là lực lượng mới, cảnh sát biển Trung Quốc được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị với nhiều tàu tuần tra có lượng giãn nước 4.000 đến 5.000 tấn. Trung Quốc cũng đang đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới có lượng choán nước 10.000 tấn và sẽ biên chế tàu này cho cảnh sát biển. Những tàu hải cảnh này được trang bị nhiều vũ khí hỏa lực mạnh khiến chúng không khác gì tàu chiến cả. Theo tài liệu của Trung Quốc, cảnh sát biển Trung Quốc hiện chỉ có một tàu Trung Quốc hải cảnh 44020 trọng tải 300 tấn. Một số ít tàu 1.000 tấn, còn lại hầu hết đều từ 2.000 đến 5.000 tấn. Trong đó có hai tàu khủng là Trung Quốc hải cảnh 3901 và Trung Quốc hải cảnh 2901 có lượng choán nước lên tới 12.000 tấn, gấp rưỡi tàu khu trục lớn nhất hiện nay. Trong biên chế của hải quân là Thai 052D chỉ có 7.500 tấn. Mặc dù cảnh sát biển Trung Quốc tuyên bố chỉ triển khai lực lượng để thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh hàng hải. Thế nhưng, những vũ khí được trang bị thì chẳng khác nào tàu chiến với pháo 76 ly, trong khi các tàu tuần tra của hải cảnh với nhiệm vụ này thường chỉ mang theo pháo 30 ly. Ngoài ra, những năm gần đây, Trung Quốc còn tiến hành cải tạo nhiều tàu chiến của hải quân thành tàu hải cảnh. Việc làm này rất có thể đều có trong tính toán, trong trường hợp cần thiết, tàu hải cảnh sẽ hoán đổi, lắp thêm vũ khí và hệ thống điện tử để trở thành tàu chiến thực thụ. Nó cho thấy tầm nhìn chiến lược của một kẻ đã sẵn sàng chiến đấu trong tương lai ở những vùng biển tranh chấp. Cuối cùng là lực lượng dân quân biển. Lực lượng này thuộc lực lượng vũ trang nhân dân PAM và hoạt động với tư cách lực lượng thứ ba trên biển của Trung Quốc, hoạt động hữu hiệu nhất trong âm mưu bành trướng của nước này. Trung Quốc có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Năm 2015, Trung Quốc có khoảng 370.000 tàu cá thô sơ và 672.000 tàu cá động cơ. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc là nước vi phạm nghiêm trọng nhất các quy định về đánh bắt cá. Trung Quốc đã giảm năng suất đánh bắt cá cho tới năm 2008 khi họ đảo ngược tiến trình và tiến hành mở rộng đội tàu kể từ đó. Việc này có liên quan tới vai trò ngày càng nổi bật của PAM. Lực lượng này đã tiếp nhận các tàu vỏ thép mới, hệ thống vệ tinh dẫn đường bắt đầu của Trung Quốc có thể theo dõi và gửi tin nhắn về vị trí đã triển khai các tàu nổi khác và được huấn luyện bán quân sự. Tàu cá của dân quân là công cụ chính để thay đổi tình hình trên thực địa trong thời bình, chẳng hạn như việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời huấn luyện một lực lượng hải quân bán quân sự có thể được triển khai khi bùng nổ xung đột vũ trang. Trong lần ra mắt đầu tiên tại một cuộc xung đột vũ trang vào năm 1974, lực lượng dân quân biển đã tham gia cuộc đánh chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh hiểu rằng việc sử dụng tàu cá để theo đuổi hành động xâm lược sẽ có ít khả năng lôi kéo Mỹ vào xung đột, ngay cả khi các tàu này đe dọa một đồng minh của Mỹ. Trước khi xảy ra xung đột, lực lượng dân quân biển có thể sử dụng các chiến thuật ép buộc, chẳng hạn như đâm vào tàu đối phương để kích động đối thủ đáp trả, trong lúc CCG và thậm chí cả lực lượng Plan từ xa đến hiện trường để dạy một bài học. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Malaysia đều đã phải đối đầu với dân quân biển của Trung Quốc, làm tăng nguy cơ leo thang. Với dạ tâm chuyên môn hóa, quân sự hóa nhằm thôn tính Biển Đông lẫn các vị trí trọng điểm trên trục đường hàng hải quan trọng bậc nhất này, Trung Quốc đã sắp xếp bố trí một loạt các đội quân như chúng ta vừa được biết đến. Chắc hẳn khi nghe thông tin về thực lực vũ khí, sức mạnh quân sự của họ, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng quân đội ta sẽ gặp khó khăn khi giao tranh. Thế nhưng thực chất điều này có khiến quân đội nhân dân Việt Nam lo ngại không ạ? Thực tế, với những số liệu mà Trung Quốc công bố thì binh lực của họ trên biển Hoàng Sa, Trường Sa thật sự là đáng quan ngại. Thế nhưng chúng mình muốn khẳng định lại một lần nữa rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền và đều vô giá trị. Chúng ta đang có đầy đủ những cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử chủ quyền của hai quần đảo. Chúng ta có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thôi thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại.
đại chúng. Các cường quốc khác cũng sẽ bảo vệ Việt Nam ở chính nghĩa cũng như quyền lợi của chính họ. Không đâu xa, mới năm trước thôi, tức là năm 2020, Mỹ đã điều các nhóm tàu sân bay tác chiến, máy bay ném bom B-52H cùng nhiều vũ khí chiến lược khác tới Biển Đông. Hành động này đã cho thấy họ công khai ủng hộ Việt Nam, kịch liệt bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc, trong khi vào thời điểm hiện tại, thực lực và sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn chưa thể so sánh được với Mỹ. Chưa kể, họ còn đang có phần yếu thế hơn, trong khi Mỹ và các đồng minh ngày càng bao vây. Vậy nên, theo quan điểm của chúng mình, sẽ không thể có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai gần. Mặt khác, nếu không may có chiến tranh cục bộ, Trung Việt xảy ra đi chăng nữa, thì các bạn cũng chớ lo. Năng lực quân sự liên quan đến biển của Trung Quốc bao gồm hải quân, không quân, tàu ngầm, được các cơ quan nghiên cứu chiến lược an ninh quốc phòng đánh giá tích cực, đặc biệt là khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phải là cường quốc hải quân toàn cầu, bởi lẽ dù có số lượng tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa hải quân, không quân, hải quân, nhưng chất lượng và công nghệ hiện đại ở các chủng đó nó chưa thực sự hiện đại. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc lớn hơn quân đội Việt Nam rất nhiều và có nhiều thế mạnh hơn về số lượng trang thiết bị vũ khí. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ có nhiều mặt tác động, không phải cứ có nhiều vũ khí và quân số đông sẽ là giành chiến thắng. Thực tế, nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử đã chứng minh về vấn đề này. Mỹ, Pháp, chúng ta còn có thể đẩy lui thì Trung Quốc cũng sẽ không thể làm khó được. Với vũ khí được đầu tư trang bị ngày càng hiện đại, cùng với lực lượng quân đội chuyên môn cao, thiện chiến, tin mới tin rằng nếu bị xâm lược hay bị tấn công, họ sẽ bằng mọi giá đẩy lùi được quân xâm lược và chắc chắn Trung Quốc sẽ có thêm một bài học nữa sau năm 1979. Tuy nhiên, chiến tranh là điều không ai mong muốn xảy ra, vì thế các bên cần cố gắng duy trì hòa bình. Nếu chỉ có lạm dụng sức mạnh và gây ảnh hưởng bằng đe dọa, cưỡng bức thì cũng khó tồn tại được lâu, vì đó là xu thế tất yếu trên thế giới. Nếu như lãnh thổ nước Đức là chiến tuyến trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thì Biển Đông cũng có thể trở thành giới tuyến quân sự trong những thập kỷ tới. Xét về thực chất, đã xuất hiện một cuộc đối đầu không trực diện giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông. Các tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á vốn đã tồn tại từ nhiều thập kỷ, nay càng nóng lên từ năm 2008 đến nay, nhất là sau khi Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh để bảo vệ vùng chủ quyền mà nước này yêu sách. Những khẳng định này của Trung Quốc không gây ngạc nhiên cho cộng đồng quốc tế, bởi nó đi kèm với những việc làm của Trung Quốc và khuynh hướng sử dụng xung đột để giải quyết tranh chấp lãnh thổ thay vì các sáng kiến giải quyết xung đột. Nổi bật mới nhất là câu chuyện hơn 200 tàu Trung Quốc dàn ra ở Đá Ba Đầu là tâm điểm của dư luận quốc tế suốt thời gian qua, gây căng thẳng ở Biển Đông. Sự việc lần này gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cũng như giới quan sát tình hình Biển Đông. Bộ trưởng Albert Del Rosario cũng thông báo Philippines sẽ điều máy bay phản lực của không quân tới Đá Ba Đầu mỗi ngày để giám sát tàu cá Trung Quốc. Trong khi đó, thì Việt Nam và dư luận quốc tế đã phản hồi và có những hành động như thế nào? Hãy cùng tin mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Đá Ba Đầu tên là Winston Reef, Trung Quốc tự đặt là Ngưu Ách Tiêu, là dạng san hô lớn nhất trong số các đảo bãi san hô trong cụm sinh tồn và có giá trị tiềm năng lớn. Theo Wikipedia, cụm sinh tồn có cả thảy 23 đảo bãi san hô cồn cát. Hiện Việt Nam đóng giữ kiểm soát 4 đảo bãi là sinh tồn Đông, Colin, Landau. Trung Quốc chiếm đóng kiểm soát trái phép 2 bãi Gạc Ma và Tư Nghĩa. Đặc điểm của bãi Ba Đầu có hình dạng chữ V, diện tích khoảng 10 km2, theo phía Trung Quốc là hơn 11 km2. Toàn bộ bãi lúc thường đều chìm dưới mặt nước, chỉ nổi lên khi chiều xuống. Hiện tại, Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép và lấp biển, xây dựng 7 bãi đá san hô thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, bao gồm Vành Khăn, Su Bi, Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa. Trong đó, bãi đá đầu tiên có diện tích lớn hơn có đường băng sân bay. Vừa qua, chính phủ Philippines ra tuyên bố lực lượng cảnh sát biển nước này đã phát hiện khoảng 220 tàu đánh cá Trung Quốc tập kết gần bãi đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Những tàu này được Philippines phát hiện vào đầu tháng này, được cho là do lực lượng quân binh trên biển, dân quân vũ trang của Trung Quốc điều khiển, không hề đánh bắt cá vào thời điểm đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa lên tiếng phản đối về thông tin này. Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương Đông Phan ngày đưa tin, tuyên bố của Philippines nói bãi Ba Đầu mà họ tự nhận nằm ngay trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Philippines có độc quyền phát triển hoặc bảo tồn mọi nguồn tài nguyên. Lực lượng đặc nhiệm biển Tây Philippines nhận được báo cáo từ lực lượng cảnh sát biển.
có tới 220 tàu đánh cá Trung Quốc được cho là chở các dân binh trên biển đã xếp hàng neo đậu tại bãi đá ngầm Ba Đầu. Vào thời điểm đó, thời tiết rất tốt nhưng các tàu cá không có hoạt động đánh bắt, ban đêm bật đèn sáng trưng. Lực lượng Philippines làm nhiệm vụ báo cáo sự việc do lo ngại có thể đánh bắt quá mức, gây nguy hại môi trường biển và nguy hiểm đến an toàn của Hoàng Hải. Tuyên bố nói Philippines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của đất nước. Trong tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines xác nhận hiện tại đã có một tàu hải quân và tàu của lực lượng tuần duyên đang theo dõi sát nhóm tàu Trung Quốc. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường và lời kêu gọi Bắc Kinh rút tàu ngay lập tức, ông Lorenzana nhấn mạnh. Bộ trưởng Lorenzana cũng thông báo Philippines sẽ điều máy bay phản lực của không quân tới đá Ba Đầu mỗi ngày để giám sát tàu cá Trung Quốc, nhưng không tiết lộ chi tiết. Hãng tin Doran tiết lộ đây là các máy bay chiến đấu hạng nhẹ và chúng sẽ bay qua hàng trăm tàu cá Trung Quốc. Philippines khẳng định nhóm tàu Trung Quốc hiện ở đá Ba Đầu đã di chuyển ra một khu vực rộng lớn hơn, bất chấp Philippines đã yêu cầu các tàu này rút lui. Lực lượng phụ trách biển Tây Philippines, biển Đông của Philippines dẫn thông tin tình báo khẳng định 44 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở đá Ba Đầu, trong khi khoảng 200 tàu khác cũng được cho đã di chuyển rộng ra những khu vực khác thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm gần các quần đảo nhân tạo do Trung Quốc quân sự hóa phi pháp. Philippines cũng cho biết phát hiện 4 tàu hải quân của Trung Quốc ở gần các đảo nhân tạo trên. Doran cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Bắc Kinh sau đó đã lập tức phản bác khi các nhà ngoại giao của Trung Quốc cho rằng các tàu neo trên đang trú ẩn vì biển động và không có dân quân trên tàu. Trong tuyên bố mới nhất, Philippines mô tả các tàu cá này xuất hiện tràn ngập và đầy đe dọa gần đá Ba Đầu. Phía Philippines đã thể hiện quan ngại sâu sắc về sự hiện diện bất hợp pháp tràn lan này của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc. Đồng thời cho biết các tàu cá Trung Quốc không chịu rút lui. Cả Philippines và cộng đồng quốc tế đều sẽ không bao giờ chấp nhận yêu sách của Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi trên gần như toàn bộ Biển Đông. Phía Philippines nhấn mạnh, quốc gia này cũng kêu gọi Trung Quốc lập tức rút các con tàu trên về nước. Trước những diễn biến tình hình ở bãi đá Ba Đầu như vậy, chắc hẳn các bạn khán giả sẽ thắc mắc rằng liệu Trung Quốc mang tàu cá ra đậu tại bãi đá Ba Đầu nhằm mục đích và âm mưu thâm độc gì? Chẳng lẽ tốn bao nhiêu công sức, tiền của chỉ ra để hóng gió chăng? Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc neo đậu nhiều tàu thuyền xung quanh đá Ba Đầu. Trên thực tế, giới quan sát đã nhận ra sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc xung quanh đá Ba Đầu vào tháng 5 năm nay. Song lần này, các bức ảnh cho thấy Trung Quốc không chỉ đơn thuần đi qua mà còn sử dụng đá Ba Đầu làm nơi neo đậu, tương tự như cách họ tập trung tàu thuyền tại các căn cứ xây dựng trái phép trên đá Subi, đá Vành Khăn. Chuyên gia Patong bà còn nói mối lo ngại lớn nhất là Trung Quốc có thể đang bị chiếm đóng khu vực này để xây dựng một hòn đảo nhân tạo khác như những gì chúng ta đã từng chứng kiến trước đây. Theo ông Patong bà còn thông báo, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật mà nước này đã áp dụng với đá Vành Khăn vào những năm 1990. Đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng đường băng, cảng neo đậu và triển khai radar tại đây. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng không có ý định bồi đắp đá Ba Đầu trở thành một hòn đảo nhân tạo. Mục đích của Trung Quốc là kiểm soát vùng nước, đáy biển và không phận. Họ không thực sự cần đến tiền đồn thứ 8 để làm điều đó. Điều Bắc Kinh cần làm chiếm ưu thế áp đảo với số lượng tàu thuyền trong khu vực. Vào năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo phán quyết của PCA, yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong đường 9 đoạn là trái với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Trước những diễn biến tình hình căng thẳng tại đá Ba Đầu như vậy, thì các bạn khán giả có tò mò xem Việt Nam của chúng ta đã có những hành động gì để khắc phục hay chỉ biết quan ngại và lo lắng? Các bạn thân mến, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên án hành vi của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, tàu cá Trung Quốc ở đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước
về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Thu Hằng nhấn mạnh. Ngoài ra, cùng thời điểm mà Trung Quốc điều 200 tàu tránh thời tiết xấu ở gần sông Tử Đông, thì Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn nhất Đông Nam Á tại giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt gần bãi Tư Chính. Ngoài việc phục vụ việc phát triển kinh tế, Sao Vàng Đại Nguyệt còn đóng vai trò là một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Trước đó, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã hòa những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tuyếp bờ Nam Côn Sơn 2, đánh dấu về việc Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, mặc cho Trung Quốc nhiều lần phản đối. Cần biết rằng, vào những năm 1990, Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ đầu tư vốn, nhân lực và trang thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc và ngồi chờ tiền trên bãi Tư Chính. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất cứng rắn. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc từng hy vọng chiếm đóng trái phép bãi Tư Chính, nhưng họ chưa bao giờ làm được điều này, mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có từ Tư Chính, trong tương lai gần Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án mỏ dầu cá voi xanh rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong những ngày này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định chi hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 210 triệu đô la Mỹ để kéo điện lưới quốc gia ra côn đảo. Mục đích của việc kéo điện này nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của côn đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án phát triển điện trên đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt đánh giá là lãng phí. Tờ Economic Times từng nói rằng tham vọng của Việt Nam là biến côn đảo thành một cơ sở hậu cần của quân đội Việt Nam, nơi các máy bay phản lực của Liên Xô có thể cất cánh và hạ cánh. Quan trọng hơn là các tàu ngầm của Việt Nam có thể xuất hiện và đóng quân. Hiện Malaysia và Indonesia liên tục bắt giữ ngư dân Việt Nam để ngư dân Việt Nam cảm thấy an toàn hơn khi tiến hành các hoạt động kinh tế ở thềm lục địa phía Nam mà không phải vào tận các cảng đất liền. Tờ báo này cũng cho biết Việt Nam đã và đang tôn tạo xây dựng các đảo tại Trường Sa như Đá Tây hay Sinh Tồn để có thể phòng thủ và tấn công trước Trung Quốc. Ngoài ra, diện tích các đảo Phan Vinh và Nam Yết ngày càng tăng, có thêm nhà chứa tên lửa, trạm liên lạc, tòa nhà hành chính. Trên mặt ngoại giao, chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và rút lui, mà sau đó là nỗ lực không ngừng để khẳng định chủ quyền. Xưa này, việc Trung Quốc vẫn nung nấu dạ tâm thôn tính Việt Nam thì chẳng có gì lạ. Mảnh đất phương Nam luôn khiến họ thèm khát từ hàng ngàn năm nay, nhưng đó vẫn chưa là thứ chúng muốn có nhất đâu các bạn ạ. Các bạn có biết thứ mà chúng thèm khát có được nhất là gì không ạ? Lệch đi đâu được, đó chính là vùng biển nước ta đó các bạn. Có thể nói Trung Quốc như một con hổ đói khát, luôn rình rập với khao khát thèm muốn, sẵn sàng dung túng cái móng vuốt của mình vồ ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt với vị trí chiến lược quan trọng, hòn đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm của gã khổng lồ phương Bắc này. Vậy đảo Phú Quốc có gì mà Trung Quốc luôn khao khát thèm muốn có được? Có thể các bạn chưa biết, Trung Quốc đang theo đuổi một siêu dự án là kênh đào xuyên Thái Lan. Và các bạn có biết con đường đó sẽ đi qua đâu không? Đó chính là Phú Quốc của Việt Nam ta. Nếu hệ thống kênh đào này hoàn thiện, Trung Quốc sẽ nắm giữ cái trạm BOT trên biển lớn nhất khu vực mà Trung Quốc luôn nhìn như một miếng mồi ngon béo bở. Kênh đào Kra, siêu dự án của Thái Lan với tiềm năng vô cùng lớn, không chỉ giải quyết gánh nặng trên eo biển Malacca mà còn kích thích giao thương quốc tế, nâng tầm giá trị khu vực. Kênh đào Kra, nơi được ví như kênh đào Suez hay Panama của châu Á, vẫn luôn là vấn đề được quan tâm và kỳ vọng hàng đầu trong khu vực. Và liệu kênh đào Kra có ảnh hưởng gì đến Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng? Chúng ta hãy cùng tin mới tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu kênh đào Kra một chút nhé! El Kra là một dải đất hẹp chạy dài theo hướng Bắc Nam và nối bán đảo Malaysia với phần đất liền châu Á. Eo đất Kra có phần phía đông thuộc Thái Lan và trông ra vịnh Thái Lan, phần phía tây thuộc Myanmar và nhìn ra biển Andaman. Dự án kênh đào Kra là siêu kênh đào hai chiều có độ sâu 25m, dài hơn 100km, cắt ngang vùng Kra ở miền Nam Thái Lan, cho phép tàu
có tải trọng lên đến 350.000 tấn qua lại thuận tiện, kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kinh phí dự kiến là 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ tùy theo tuyến xây dựng và mất lên đến 10 năm để hoàn thành. Được xem như là kênh đào Suez hay kênh đào Panama của châu Á, siêu dự án này sẽ rút ngắn hơn 1.200 km hành trình và ước tính trung bình một tàu cỡ lớn sẽ có thể tiết kiệm hơn 350.000 đô la Mỹ chi phí vận hành nếu di chuyển qua kênh đào Kra. Cho đến bây giờ, các tàu thuyền lưu thông từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại sẽ phải đi qua eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malaysia và Sumatra. Eo biển này dài khoảng 1.000 km, bề ngang hẹp, chỗ hẹp nhất chưa tới 2,5 km với độ sâu khoảng 25 mét. Các tàu thuyền chở dầu và hàng hóa có trọng tải lớn khi đi qua đây gặp rất nhiều trở ngại nên thường phải chạy vòng xuống phía nam của đảo Sumatra để đi qua eo biển Lombok rộng và sâu khoảng 250 mét. Không chỉ vậy, lượng tàu thuyền đi qua eo biển Malacca ngày càng tăng, làm cho sự lưu thông ở đây bị đình trệ. Để tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông rút ngắn hải trình từ đông sang tây và ngược lại, chính quyền Thái Lan cùng nhiều công ty của Mỹ, Nhật, Trung Quốc đề nghị đào kênh Kara trong lãnh thổ của Thái Lan nhằm nối liền vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương. Dự án này đã được lên ý tưởng từ gần 100 năm trước nhưng do nhiều nguyên nhân và điều kiện khách quan chưa thể thực hiện được. Theo các nhà hàng hải châu Á và thế giới cho rằng, khi con kênh này được đi vào hoạt động thì con đường hàng hải từ Địa Trung Hải qua kênh Suez tới Tây Thái Bình Dương sẽ được rút ngắn tới trên 1.000 km, giảm được 3 đến 5 ngày phải đi qua eo biển Malacca, giảm chi phí cho mỗi chuyến tàu trên 150.000 đô la Mỹ, đồng thời tránh được nạn cướp biển hoành hành dữ dội tại vùng eo biển Malacca. Sau nhiều năm tạm ngừng, tháng 5 năm 2015, Trung Quốc đã chính thức khởi động lại dự án xây dựng kênh đào nhân tạo lớn nhất khu vực châu Á mang tên Kra, đi qua eo đất Kra thuộc miền Nam Thái Lan. Kênh Kra dự kiến được xây dựng có chiều dài 163 km, nối liền Ấn Độ Dương và vịnh Thái Lan với kinh phí khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất châu Á. Không chỉ vậy, lợi ích của kênh Kra mang lại không hề nhỏ. Thứ nhất, kênh Kra giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển cho các chuyến tàu khởi hành từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại nhờ lộ trình rút ngắn hơn 1.000 km. Thứ hai, đem lại nguồn thu không hề nhỏ cho Thái Lan. Khi được hình thành, kênh Kra sẽ trở thành trục hàng hải của các nước ASEAN trên đường hàng hải từ Tây sang Đông và ngược lại. Theo ước tính của GIS, doanh số thương mại quốc tế hàng năm sẽ lên đến 280 tỷ đô la Mỹ trên một diện tích lãnh thổ hình tròn, lấy tâm điểm là kênh đào Kra với bán kính 2.400 km, trên đó có 1,2 tỷ người sinh sống. Chính phủ Thái Lan có thể thu về một nguồn lợi tức lớn lao từ những hoạt động liên quan đến sự sử dụng kênh đào Kra như thu tiền lưu hành quá cảnh, thuế lợi tức và thuế xuất cảnh, những dịch vụ sửa chữa và cung cấp nhiên liệu cũng như những nguồn lợi cho các xưởng đóng tàu đem lại. Điều lý thú là dự án kênh đào Kra bao gồm cả sự phát triển của hải cảng sông Kra trong vịnh Thái Lan, sự phát triển của nền kỹ nghệ địa phương, thương mại quốc tế, phát triển toàn bộ hạ tầng cơ sở, nhà cửa và bất động sản khác như các nhu cầu kỹ nghệ ở hai đầu kênh và những dịch vụ hỗ trợ mọi hình thức lưu thông hàng hải ở trong vùng. Số lượng công nhân sử dụng lên đến 30.000 người trong thời gian 10 năm thực hiện dự án. Thứ ba, bên cạnh Thái Lan, các nước trong khối ASEAN trong đó không thể không nhắc đến việc Việt Nam cũng sẽ được phát triển theo. Hoạt động thương mại quốc tế gia tăng nhờ vào sự vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ làm thay đổi bộ mặt của những thành phố trong vùng duyên hải Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Kinh nghiệm hiện nay cho thấy Thái Lan và Myanmar đã thu được nhiều lợi tức khi cho phép tàu thuyền ngoại quốc lưu thông trong hải phận của họ để đi đến eo biển Malacca. Vì vậy, Thái Lan và Myanmar hợp tác với nhau để xây hải cảng nước sâu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Việc xây dựng hải cảng này dẫn đến sự phát triển nhà cửa ở thành phố New Quay mà trước đây gọi là Tha Voi ở phía nam của Myanmar. Như những lợi ích mà nó mang lại cho khu vực, nhiều người dân đặt ra câu hỏi Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng hưởng lợi gì từ kênh đào Kra. Khi siêu dự án kênh đào Kra được đưa vào thực hiện, sẽ tạo nên một hành lang sầm uất, nâng tầm giá trị của Biển Đông. Bên cạnh đó, giảm sự phụ thuộc đáng kể vào eo biển Malacca. Cùng với các nước trong khu vực, kênh đào Kra được đánh giá sẽ có tác động lớn đối với Việt Nam, đặc biệt với vùng biển Kiên Giang, vốn đã nằm gần đường hải lưu quốc tế, với liều lượng lớn tàu thuyền ra vào kênh Kra. Vùng biển Kiên Giang, Phú Quốc có cơ hội được đánh thức và là động lực vô cùng lớn để Việt Nam phát triển hải cảng ở phía Nam.
và những hải cảng này được kỳ vọng trở thành đối thủ của Singapore. Nền kinh tế Việt Nam có thương mại hải cảng đến 90% lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển và đây chính là cơ hội rất lớn để tăng cường phát triển kinh tế hàng hải. Khi kênh đảo Kra được khai thông, tuyến đường hàng hải quốc tế chạy dọc và bó sát các thành phố duyên hải Việt Nam kéo dài từ Phú Quốc đến Vịnh Tân Phong với lợi thế địa lý và cơ sở hạ tầng hiện đang đầu tư tốt. Phú Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh với các cảng lớn khác trong khu vực. Và trong một tương lai không xa, từ những hình ảnh tích cực của kênh đảo Kra, đảo Ngọc Phú Quốc được trông chờ là Singapore thứ hai tại châu Á, trở thành một vùng kinh tế đặc biệt không chỉ riêng lĩnh vực vận tải biển mà kéo theo sự thay đổi tích cực các ngành dịch vụ vận tải kho bãi. Ta có thể thấy kênh đào mang lại nhiều giá trị to lớn, nhưng tại sao dự án qua hàng trăm năm vẫn nằm yên trên giấy? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì vẫn có không ít phản đối. Những người chỉ trích việc xây dựng kênh đào vẫn cảm thấy không thuyết phục. Dự án này vẫn còn vấp phải rất nhiều tranh cãi, xuất phát từ con số xây dựng quá lớn của kênh đào này. Chủ yếu, họ cho rằng kênh đào Kra không khả thi về mặt thương mại. Nhiều chuyên gia cho rằng các lợi ích thương mại mà kênh đào mang lại sẽ khó để bù đắp khoản vốn đầu tư mà chính phủ nước họ phải bỏ ra cho siêu dự án. Chi phí xây dựng khổng lồ không thể lấy lại được từ phí quá cảnh bởi vì các công ty vận chuyển sẽ không sẵn lòng chịu thêm chi phí chỉ để tiết kiệm 2 hoặc 3 ngày đường, nhất là vào thời điểm giá dầu thấp. Trường hợp này khá khác với trường hợp của kênh đảo Suez và Panama khi hai cái đầu này giúp tàu thuyền tiết kiệm được hàng tuần đi biển. Các nhà phân tích chiến lược Thái Lan cũng lo ngại rằng kênh đảo Kra có thể trở thành đối tượng của sự cạnh tranh Trung Mỹ, giống như các dự án này từng bị kéo vào cuộc cạnh tranh Pháp-Anh vào thế kỷ 19. Đáng ngạc nhiên, một số người Thái vẫn tỏ lo lắng rằng kênh đảo sẽ chia cắt đất nước và kích động những người miền Nam cực đoan ly khai. Thực tế hơn, những người khác lo lắng rằng tuyến đường thủy dài 100 km sẽ dễ bị tấn công bởi những người Hồi giáo gốc Malay nổi loạn. Bangkok cũng phải cân nhắc sự nhạy cảm thương mại của các nước láng giềng, đặc biệt là Singapore và Malaysia, khi kênh đảo có thể chuyển những tuyến hàng có giá trị ra khỏi cảng của họ. Chính phủ Thái Lan cũng cần xem xét tác động môi trường đến từ việc xây dựng dự án lớn này và cách mà nó sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch đang mang lại nhiều lợi nhuận của quốc gia. Đồng thời, quyền sở hữu và vận hành tuyến đường thủy chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc đua quyền lực của các nước lớn. Những điều này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Các lập luận ủng hộ và phản đối việc xây dựng kênh đào qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng chúng ta có thể thấy, nếu dự án này hoàn thành, cái tên Việt Nam sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc vì sao Trung Quốc lại thèm khát và luôn muốn có được vùng biển đảo nước ta, đặc biệt là kênh đảo Kra ở Phú Quốc rồi đúng không ạ? Các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào về sự ảnh hưởng của kênh đảo này trong tương lai đối với Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng? Bước sang thiên niên kỷ mới, tình hình thế giới cũng chuyển mình với rất nhiều biến động mới. Thế giới đang thay đổi từng ngày từng giờ với những sóng ngầm chính trị giữa các cường quốc trên toàn cầu. Sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn ngày càng khốc liệt và cam go. Rất khó để đoán ai sẽ chiếm ưu thế để dẫn dắt và áp đặt luật chơi thuận theo ý mình. Đơn cử như một ví dụ về vấn đề Biển Đông, ngoài việc Trung Quốc với dã tâm chiếm trọn Biển Đông, với lập luận phi lý về đường lưỡi bò chín đoạn, thì Mỹ cũng đã điều tàu sân bay USS Dragon, đội tác chiến cùng tên được tháp tùng bởi tàu tuần dương, tên lửa dẫn đường và tàu khu trục tên lửa dẫn đường để thị uy và khẳng định quyền lợi thông thương của nước này với Biển Đông. Đứng trước nhiều thách thức với thời cuộc, Nga sau thời gian dài không tham gia vào biến động xung quanh Trung Quốc với khối ASEAN cũng như không nêu rõ lập trường về việc Mỹ nhảy vào Biển Đông để thực thi một số quyền quốc tế. Nay họ đã thay đổi lập trường với việc sẽ đặt căn cứ quân sự của mình tại quốc gia Lào trên phương diện hợp tác, hỗ trợ Lào trong chặng đường tiếp theo. Các bạn thân mến, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại nước láng giềng anh em Lào rõ ràng sẽ ảnh hưởng chung đến đại cục của khu vực. Thế nhưng ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì hãy cùng phân tích kỹ hơn trong video này nhé! Đầu tiên có thể hiểu rằng, việc cho xây dựng căn cứ quân sự tại Lào thể hiện Nga đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình ở các quốc gia
khác trên thế giới, từ đó đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ và Trung Quốc, đồng thời gia tăng ưu thế trên trường quốc tế. Việc Nga đặt căn cứ quân sự ở Lào được xem là bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của người Nga lại cực kỳ khó khăn. Theo các quan chức Lào, quân đội Nga đã bắt đầu rà phá các vật liệu chưa nổ còn sót lại tại khu vực rộng khoảng 500 ha ở tỉnh Siêng Khoảng nhằm phục vụ công tác xây dựng một sân bay và cơ sở quân sự mới trong kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Nam Á này. Theo hãng tin VOA, một đội rà phá bom mìn của Nga đã làm việc với các đối tác của Lào để rà phá bom mìn với nhiệm vụ chính trước mắt là giải quyết ô nhiễm bom mìn tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, trong một báo cáo của nhóm cố vấn bom mìn MAG Lào, hiện đang được coi là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 1964 cho tới năm 1973, Lào đã phải hứng chịu số lượng bom kỷ lục có thể lên tới 250 triệu quả bom bi, bất chấp việc chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm. Một phần trong số những quả bom này vẫn chưa phát nổ, âm thầm gây nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của người dân Lào, nhất là những thế hệ sinh ra sau chiến tranh, không biết về sự nguy hiểm của bom mìn. Theo ước tính, có khoảng 20.000 người Lào đã thiệt mạng do bom mìn sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra, một số báo cáo cũng cho biết có tới 30% số lượng bom bi ném xuống Lào chưa từng phát nổ. Các công tác rà phá bom mìn ở Lào mới chỉ chính thức được bắt đầu từ năm 1994. MAG đánh giá rằng quốc gia nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á này có tới 2.000 cây số vuông bị ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Diện tích này lớn hơn cả thủ đô London của nước Anh. Với sự hỗ trợ của người Nga, giới chức quân sự Lào hy vọng có thể sẽ sớm giải tỏa được những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những khu vực gần các thị trấn làng mạc nhỏ. Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Lào và Nga ở thời điểm hiện tại cũng khiến nhiều người tin tưởng rằng Lào sẽ sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Ngoài ra, việc quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài cũng được coi là cách để tăng cường hình ảnh và lực lượng này. Đặc biệt là với truyền thống phương Tây, vốn có cái nhìn rất khắt khe về Moscow, đưa tin về sự hỗ trợ của Nga dành cho Lào. Nguồn tin RFA thông tin các lực lượng vũ trang của Nga và Lào đang cùng nhau xây dựng sân bay mới này để biến nó thành một sân bay hiện đại bậc nhất và sẽ được chia thành hai khu vực khác nhau. Một phân khu sẽ dành cho lực lượng quân sự của Lào và Nga và khu còn lại dành cho mục đích dân sự. Ngoài ra, quân đội Nga dự định sẽ tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Lào trong tương lai, gồm cả hoạt động đào tạo và phát triển các lực lượng vũ trang của nước này, một số công việc liên quan tới sân bay mới bắt đầu. Nhưng công tác xây dựng thực tế sẽ chưa thể sớm tiến hành, vì hoạt động rà phá bom mìn sẽ mất một thời gian. Khi bom mìn đã được dọn sạch, chúng tôi sẽ đặt đường dây điện ngầm. Chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình từng bước. Chi tiết hơn, hãng tin Sputnik khẳng định, bên cạnh sân bay, Nga còn có ý định mở rộng hợp tác quân sự hơn nữa với Lào, trong đó có việc xây dựng một cơ sở để huấn luyện cho quân đội Lào về cách sử dụng các thiết bị quân sự của Nga. Một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Lào nói với Sputnik rằng hai bên mở rộng hợp tác theo thỏa thuận mà họ đã đạt được về an ninh và quốc phòng, cũng như với dự án sân bay mới. Theo các thỏa thuận, hầu hết chương trình hợp tác sẽ bao gồm đào tạo và giảng dạy kỹ thuật quân sự cho các lực lượng vũ trang Lào. Trước đó, trong năm 2018, Lào đã đặt mua một loạt trang thiết bị quân sự khủng, xe tăng T-72B1MS và một số lượng không xác định máy bay huấn luyện Yak-130 từ Nga sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow một năm trước đó của Thủ tướng Lào, và hai quốc gia đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự 4 trong số các xe tăng sau đó đã được công ty của Nga chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Lào, và chúng từng tham gia cuộc diễu binh năm 2019 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân Lào tại thủ đô Viên Chăn. Việc Nga xây dựng căn cứ không quân tại Siêng Khoảng và cung cấp xe tăng T-72B1 cho Lào tiếp tục chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước, trực tiếp hỗ trợ xây dựng lực lượng quốc phòng nước bạn Lào thêm vững mạnh. Cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Nga dành cho Lào, tháng 4 năm 2019, hãng thông tấn đưa tin Bộ Quốc phòng Nga và Lào đã nhất trí về các lĩnh vực mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước bên lề hội nghị về an ninh quốc tế tại Moscow. Thời gian xây dựng căn cứ quân sự này không được công bố chính thức, nhưng rõ ràng nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ. Các nhà báo của hãng tin cũng cho biết thêm, ngoài việc quân đội Nga xây dựng một căn cứ không quân, thì Nga cũng sẽ bố trí trụ sở cho lực lượng phòng không quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Cần lưu ý rằng, Nga đang tích cực hợp tác với Lào, và rõ ràng, việc cung cấp căn cứ không quân cho Nga là một trong những điểm nhất trí giữa hai nước.
Thế nhưng tại sao Nga lại chọn Lào? Các bạn thân mến, việc lựa chọn địa điểm để xây dựng căn cứ quân sự được cho là một nước cờ trong tổng thể ván cờ mà Nga đang muốn bày ra ở khu vực Đông Nam Á, một phần trong tham vọng mở rộng sự hiện diện quân sự ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, đó là Nga đang muốn củng cố vị trí của mình trong khu vực Đông Nam Á, mà trong đó thì Lào là quốc gia được Nga lựa chọn. Trong quá khứ, thời kỳ Liên Xô, Nga từng có tầm ảnh hưởng lớn và vị thế quan trọng đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á, gồm cả Lào, Campuchia, Việt Nam, thậm chí là cả Indonesia nữa. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, thì Nga gần như mất toàn bộ tầm ảnh hưởng các khu vực này. Hơn 3 thập kỷ trôi qua đến nay, thế lực quân sự lớn thứ hai thế giới này mong muốn tái khẳng định mình là một đối tác lớn về quân sự Đông Nam Á, nhất là sau khi nước này bị phương Tây ghẻ lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine năm 2014. Thế nên, việc Nga cần làm bây giờ đó là tạo kết nối lại với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á, của châu Á, và Lào rất có thể được xem là một nước cờ hiện tại của Nga. Thưa quý vị và các bạn, việc Nga xây dựng căn cứ không quân tại Siêm Khoảng tiếp tục chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước. Điều này trước tiên có lợi cho cả hai quốc gia này. Cụ thể, Lào sẽ được Nga hỗ trợ lực lượng xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh với nhiều vũ khí hiện đại phù hợp với tiềm lực kinh tế. Còn về phía Nga, mặc dù quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở đoạn tốt, tuy nhiên sự hiện diện quân sự tại Lào sẽ khiến Trung Quốc phải dè chừng khi thực hiện những tham vọng của mình. Sự có mặt của lực lượng quân sự Nga tại đây đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới Mỹ, khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc thực hiện các ý đồ trong khu vực, đồng thời không thể không kể đến một lợi ích vô cùng thiết thực với bản thân Liên bang Nga. Với sự hiện diện sâu sắc về mặt quân sự của mình, sẽ giúp Nga bán được nhiều vũ khí hơn trong Đông Nam Á. Về mặt kinh tế hợp tác, năng lượng vận tải hàng không, chinh phục vũ trụ giữa Nga và ASEAN cũng sẽ được đẩy lên một bước tiến mới. Còn đối với mọi tính toán của Việt Nam, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại Lào cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho việc Trung Quốc muốn hiện diện quân sự tại đây. Trung Quốc đã lấy lòng được Campuchia, nhiều khả năng sẽ có căn cứ quân sự tại quốc gia này. Vì thế, nếu nước bạn Lào cũng ngã theo Trung Quốc, đó sẽ là bất lợi cho Việt Nam. Nói thêm về Lào, đây là quốc gia có vị trí địa lý không giáp biển. Năm 2020, các xe tăng T-72B1 mà Nga cung cấp cho Lào đã được chở bằng đường biển tới một cảng của Việt Nam và được vận chuyển về Lào bằng đường bộ. Điều này đã cho thấy sự tin tưởng quân sự giữa Nga, Lào và Việt Nam. Theo hướng này, trong thời bình, Nga có thể âm thầm chuyển những vũ khí chiến lược mà Việt Nam đặt mua. Còn trong thời chiến, Nga có thể nhanh chóng bí mật chuyển giao vũ khí đạn dược cho Việt Nam ta. Điều này là vô cùng quan trọng cho những cuộc chiến dài ngày. Tự chung lại, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại Lào có lợi cho cả ba bên là Nga, Lào và Việt Nam, đồng nghĩa với việc bất lợi cho Mỹ và đặc biệt là tham vọng bá vương của Trung Quốc. Đó là những suy nghĩ của tin mới về sự kiện quân đội Nga xây dựng căn cứ tại Lào. Thế nhưng, mọi thứ đều dừng lại ở quan điểm của mỗi người. Chúng ta hãy cùng chờ đợi diễn biến sau khi Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Lào sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chính trị nhé!